Chào mày. Hello anh em nha. Hello cả nhà buổi trưa nha. Cả nhà mới vào bỏ cho quả xè nha. Hello Trần Quang Thái nha. Bữa này mà trà lại hết ốc. Nó này làm mà mâm đồ không dục ốc vào nhỉ. Mấy triệu thôi anh Tiến Đạt xe máy ơi. Anh em nào ok thì lên lịch qua năm em gửi nhá. Mọi người yêu mến mọi người chia sẻ cho vài nhóm nhá. Cho nó đông cái lượt tương tác lên mọi người. Chia sẻ cho mọi người nhiều cái mẹo nhỏ trên con xe Vision đã được bóc tách ra hết. Thì bây giờ nó chỉ còn một cái sườn và cái động cơ thôi. Bởi vì nhựa đã tháo bung ra hết rồi. Thì tiện con xe đang dọn thì chia sẻ bóc tách cho mọi người nhiều cái lỗi nho nhỏ hay thường gặp trên con xe Vision. Hy vọng rằng mọi người xem clip video này mọi người có thêm một chút xíu về kinh nghiệm để mọi người sửa chữa cho nó ok. 7-8 triệu coi con anh ơi nha. Motocam bữa nay giá rẻ anh em ơi, coi qua ưu đãi cho mọi người. Rồi bữa nay mới mua cây live stream mới cầm cho quý vị và anh em luôn. Đấy, đúng không? Đấy. Để sang năm em làm YouTube, em cầm cái quay này em quay. À, sang năm em sẽ làm nhiều clip video trên YouTube để cho mọi người xem nha. Mới đầu tư cái quay này. Đó, OCK ngắn gọn nhỏ quá. Đấy. Được không mọi người? Đấy, sang năm sẽ làm YouTube. Bỏ cho vài quả xẻ nha anh em nha. Đấy, Vision bóc tách, Vision này là đời 2014. Cho tới 2019 nha mọi người nha, là hết nha. 2020 là loại Vision mới nha. Chúng ta cứ gọi là 2021 đấy ạ. Đấy, cái này nó được là từ 2014 cuối 2013 cho tới đầu 2014 cho tới 2019. Đấy thì trang bị ổ khóa thông minh Smart Key và khóa chìa nó cũng như nhau thôi. Smart Key thì đương nhiên nó sẽ có cái lớp bảo mật. Đấy. Để đồng bộ giữa SU và IC là ECM thôi. Còn tất cả nó như nhau hết. Không khác biệt gì nhiều. Thì nó chỉ khác nhau cái ổ khóa và chức năng bảo mật. Còn tất cả nó sẽ là chung hết nha mọi người. Không có cái gì cả. Sao ốc yếc ở đây rất lục hùi vậy? Ốc rồi. Đó, bóc tắt. Thì đầu tiên chúng ta sẽ rất quen thuộc mỗi một người thợ mình. Đầu tiên là phải cần có cái bình ổ khóa, khối điều khiển, trung tâm ECM. Thì chúng ta cứ gọi là con IC đi. À, IC khóa chìa hay IC khóa Smart Key thì hiện tại nó như nhau bởi vì nó được ọt chức năng bảo mật. Rồi ở đây sẽ là hộp cầu chì, có mấy cầu chì thôi. Bữa nay áp yếc cũng có. Và ở đây sẽ là một cái jack DLC, khi mọi người muốn kết nối thì mọi người không cần mở mặt nạ, mọi người sẽ rút tay ở đây. Đó. Đầu kết nối. Sau mọi người lòn luồn cái tay mọi người sẽ dí vào như thế này.
Đấy. Chúng ta không cần phải mở mặt nạ. Cực kỳ là đơn giản. Rồi ổ khóa này 2 giây. 2 giây, 4 giây như nhau. 4 giây chúng ta lắp cho 2 giây thì chúng ta sẽ nối lại. Cặp vô cặp ra và cái này nó sẽ là 2 giây. Dây vào và 2 dây ra. Đỏ sọc sen biển. Và dây đen sọc trắng là dây ra. Rồi các bạn thì không được cắt dây, mọi người đừng bao giờ cắt dây. Đây, đây là khúc đầu. Và tiếp tục nó dây. Ở đây sẽ là chống phụ. Rồi rắc 3 pha. Rồi chống điện nằm ở đây. Chia sẻ mọi người ơi, chia sẻ đi để nó ok hơn. Anh em nào đang cầm điện thoại thay cho Đình Tuấn không cầm điện thoại thì mọi người chịu khó chia sẻ cái. Nha. Nào. Rồi tiếp tục ở đây nó sẽ là tổng mát, mọi người lưu ý. Bởi vì ở đây nó sẽ tiếp xúc với nước khá là nhiều. Anh em chia sẻ đi mọi người ơi. Chia sẻ mỗi người bấm khoảng 5, 7 nhóm, 10 nhóm gì đấy. Nha. Ok, mình sẽ đi lần lượt cho mọi người. Nhớ rắc 3 pha ở đây mọi người phải lưu ý này. Tí nữa mình sẽ chốt cho mọi người nhiều cái ban thường gặp. À, chơi hết demo con vi sờn hôm nay luôn. Tí nó có cái mẹo gì thì mọi người lưu ý. Nha. Rồi, ở đây rất quen thuộc với mọi người. Nó chỉ là một cái kiếm phun. Bộ họng ga. Cái này sẽ là chỉ gió. Nhiều gió ít gọi là galanti cho dễ hiểu. Van cầm chừng. TVS. Cảm biến gió. À, khu ở anh em ở phía Bắc chúng ta hay gọi là cảm biến gió, cảm biến boe đấy. À, cảm biến này sẽ là cảm biến phụ. Và nó sẽ đặc biệt nó sẽ có một cái con cảm biến nhiệt. Nhiệt độ thì chúng ta không cần phải gọi là ECT hay là EOT đâu. Chúng ta cứ gọi một cái là cảm biến nhiệt. Ở đây. Thì thay vì những cái dòng xe kia nó có két nước làm mát thì nhiệt độ nó sẽ dưới 100 cho với những dòng xe thông thường. Còn cái loại mà không xài két nước thì đương nhiên nó nhờ vào cảm biến dầu. Thì đương nhiên nó nhiệt độ sẽ vượt quá nhít 100, 125 độ lại nha mọi người. Nếu quá 125 độ thì đương nhiên nó sẽ báo cái lối số 7 và cái đèn đỏ sẽ nhấp nhô ở trên đồng hồ. Đấy, mọi người lưu ý cứ gọi là cảm biến nhiệt. Rồi ở đây nó sẽ là mát phụ. Đấy, mọi người lưu ý tí nó sẽ chốt cho mọi người nhiều các bạn. Rồi không có cái gì lạ ở đây, nó sẽ là một cái van Ebapo. Đây. Và xe đời mới bây giờ nó sẽ xuất hiện cái lối mới là lối 88. Bởi vì chuột đặc biệt là SHMO nó vào trong này nó làm ổ này. Nó làm ổ thì đương nhiên nó sẽ cắn hai sợi dây này chập lại với nhau. Bởi vì nó sẽ là một cái dây đen sọc trắng rất quen thuộc với anh em là 12V sâu khóa. Và dây màu cam sọc đen nó sẽ là IC dập mát cho nó. Hai cái này nó đụng nhau khi chúng ta lên 1/3 ga thì đương nhiên nó sẽ bị chập mặt IC thôi. Thì chúng ta sẽ off cái chức năng Evapo cái lối 88 đi. Chúng ta sử dụng chức năng máy chẩn đoán Smartoon trên những dòng xe đời mới. Và cuối cùng nó sẽ là một cái tổng bơm. Ở trong bình xăng lớn có 4 sợi dây. Tương tác cho hai sợi dây báo xăng. Bên tay trái các bạn, hai dây bên phải nó sẽ là tượng trưng cho là bơm xăng. Đây. Đấy. Ok. Chia sẻ lên mọi người ơi. Chia sẻ lên cho đủ 50 người chơi. Mình mới quay, mới mua cây quay. Mình live time. Chia sẻ cho mọi người trong fanpage. Và cái Facebook Tuấn Tay Ga Đình Tuấn hiện tại nó đang khá là đông, 5.000 bạn bè. Thì tí nữa mình sẽ thanh lọc ra bớt nha. Khóa cái hơi ra lại Dũng. Nào vô lốp mà cứ quên cái đó rồi. Rồi bây giờ cũng là 12:07, mình có thời gian khoảng 30 phút chia sẻ cho mọi người trên con xe Vision.
Chia sẻ đi anh em ơi. Nhanh chúng ta đi ăn cơm, chúng ta nghỉ ngơi, còn mấy ngày nữa để chúng ta chiến đấu nốt. Nhanh lên mọi người ơi. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ chia sẻ về cái lĩnh vực một con xe hay bị bận như ở đây. Trong một trường hợp thì anh em phải hỏi khách hàng và tư vấn trên một con xe đi có thể vài ngày nó sẽ bị hụp, nó lít à. Hoặc là đôi khi đi cả nửa tháng, đôi khi đi cả tháng, đôi khi đi vài chục cây, đôi khi đi vài trăm cây, nó lít, nó tắt. Thì trên dòng xe Bison này 100 xe để các bạn thay cho Địch Tuấn cái motor bơm. Thì anh em phải biết tư vấn khách hàng ở trạng thái nó tắt như thế nào. Đang chạy là nó hộp. À. Nhưng khi đi vào cửa hàng các bạn thì các bạn lại đo áp nó lại là 2,8 cho tới 3 kg căng đét oxy kê. Nên các bạn lúc này loại trừ là bảo nó tốt. Các bạn lại đi kiếm vấn đề khác. Nhưng khi đi vào anh em là con xe đang chạy được. Thì khách hàng có nhu cầu bảo em ơi kiểm tra cho anh chị, con xe của anh chị đi lâu lâu nó hay bị hụp. Đấy, và tắt khóa bật lên nó lại nổ lại bình thường. Thì anh em hãy thay bộ motor bơm. Còn nếu mà con xe vào, dẫn bộ vào ở trạng thái khởi động không nổ, thì đương nhiên chúng ta đo áp bơm thì nó ra ngay, chuẩn không cần chỉnh. Đấy, một con xe mang vào hoạt động bình thường, thì lúc này các bạn bảo đo áp, ok. Ok lúc đó, nhưng khi mà nó chạy, nhiều lúc nó sẽ bị hụp. Bơm có thể là không đủ áp. Đấy, vấn đề này các bạn hãy thay bơm. Nhớ nhá. Ờ, chào anh An Đạt. Chào anh Phố Núi. Ờ, anh em đồng tình bấm cho cái ok nhá. Đó, anh em đừng có vào, anh em bảo đo bơm. Bơm ok rồi mà thay bơm làm cái gì. Nó ok ngay ở trước mặt. Nhưng khi chạy đường dài hoặc là vài bữa nó sẽ bị hụp. Đó, chia sẻ. Đấy, khách hàng cũng lưu ý điều đó. Trên con xe Bison. Đó là theo kinh nghiệm của mình. Thì một con xe chết khi mang vào ấy, thì chúng ta bắt bận nó cực kỳ là dễ. Còn một con xe nó lâu lâu mới bị mang vào thì chúng ta kiểm tra ok, mà chúng ta lại không thay thế là chúng ta thất bại. Là một người thợ, chúng ta phải tin tưởng vào khả năng tay nghề của mình. Đấy. Rồi, vấn đề thứ hai. Trên con xe này mọi người lưu ý. Khách hàng bảo đi vòng vòng. Tắt. Và chúng ta phải tư vấn khách hàng kỹ. Đi vòng vòng tắt. Nhịp tắt. Thì anh em phải kiểm tra kỹ trên chống điện. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là sao nó bị yếu, nhiều cái nó nhịp như này, anh em phải không? Ở trong này nó chỉ là cái mặt quét, cái ngàm quét để nó đóng tiếp điểm, nhả tiếp điểm thôi. Chúng ta mô phẩm như này đúng không ạ? Nó chỉ là cái quét. Thì trong này có mấy cái lá đồng, mấy cái lá đồng cực kỳ là nhỏ. Và nhiều con xe nó bị tai nạn hoặc là bị té, nó sẽ cong ở đây này. Thì đương nhiên nó sẽ bị bể. Đấy, đồng thời cái lá đồng nó sẽ bị méo và có thể là nước vào. Thì mọi người lưu ý ở trong tiêu điện nha. Chống điện này nó hoạt động và cái bị bận nó khác với cái phun xăng. Đấy, thì mọi người phải lưu ý điều đó nhá. Nó nhịp cái là nó tắt ực. Đó, thì mọi người phải lưu ý cái này. Một là mọi người cảm thấy nó dễ, mọi người tháo ra sửa. Cái này cực kỳ là dễ, lấy nhám bo lại và nắn lên, ở trong có mấy cái lò xo nhỏ. Đấy, chúng ta có thể nhịp nó lên để cho nó tiếp điểm tốt, hoặc là chúng ta thay thế tùy theo khách hàng. À, đấy. Nhớ là xo nó yếu này, các bạn có thể nhịp nó bị ngay. Bất kỳ dòng xe nào cũng vậy, đặc biệt dòng xe đời mới bây giờ rất chi là hay bị AB, nhất là AB bây giờ bị nhiều lắm cho mọi người. Lưu ý AB lít. Chào thầy Tuấn, thầy nói hay quá, ăn được rồi. Sơn Nam ơi, em mà ít tuổi hơn anh, em gọi anh bằng em được rồi. Quốc Vương. Yeah. Em trai, em nhỏ hơn anh thì em gọi anh bằng em được rồi, bằng anh được rồi. Em lớn hơn thì em gọi bằng em Tuấn.
Anh xin phép không dám nhận cái câu là thầy. Anh biết cái gì anh chia sẻ thôi. Bởi vì cái này anh làm theo kinh nghiệm. Ê, được chưa? Rồi, ok. Ở đây là mình giới thiệu cho mọi người, một là bị motor bơm, hai là chống điện, thứ ba là hay cháy đốt cầu chì liên tục, thì mọi người phải kiểm tra kỹ này. Cái vấn đề thứ ba trên xe này hay phải là đốt cầu chì. Thì mọi người phải mở con ốc vít này ra, mọi người kiểm tra li ti kỹ ở đây cho mình Tuấn, kiểm tra phải kỹ những dây xích tốp. Kỹ đây. Cực kỳ là kỹ. Tỉ mỉ vào. Anh em xem có tước đoạn nào không, nhiều lúc nó ròng ròng nó cạn là sẽ đốt cầu chì 10A. Cái thứ hai nữa anh em phải kiểm tra cái xích tốp tay. Nó nằm ở trong này này. Đó. Nó nằm ở trong này. Nó bị tét ra hoặc là bị tưa ra thì đương nhiên nó sẽ cạ vào đây. Và đồng thời nhiều lúc nó chập chờn khi chúng ta bóp xích tốp thì cầu chì sẽ cháy. Kiểm tra kỹ mỉ ở đây. Và xích tốp. Nhớ nhá, những cái quan điểm mình biết là mình nói thôi. Rồi, vấn đề kế tiếp các bạn mở đằng sau này ra thì ai cũng mở coi xi nhan. Khi chúng ta bóp xi nhan ở đây xem có chạm mát không. Đây. Đó, nhiều lúc nó chưa cạ. Có thể là khách hàng bật xi nhan, khách hàng qua vòng vòng rồi nó cạ. Nó sẽ đốt cầu chì. Đấy, mát. Nó đụng với dương thì đương nhiên khi bật xi nhan cái nó tẹt. Cháy. 2 triệu mở ra bán luôn. Đồng hồ mua lâu rồi mà quay đồ này nó rát hết rồi. Trời ơi, Philips. Cái này quay rồi nó hư hết rồi. 2 triệu bạc chốt sang năm ship. Một khóa học được giảm 3%. Anh em ăn Tết xong, ăn rằm xong mọi người 16 bắt xe tới Bình Định. Nha. Đấy. Ở đây là vấn đề kế tiếp hay bị cháy cầu chì. Được chưa? Đấy mọi người tỉ mỉ. Rồi mình biết cái gì mình chia sẻ cái đó thôi. Còn khóa học nó sẽ là phê cho anh em trong vào đầu năm mới. Chúng ta đều được giảm 30%. 3% trong khóa học nha mọi người. Rồi kế tiếp. Chia sẻ cho đủ 100 người đi mọi người ơi. Rồi kế tiếp nha. Chia sẻ lên nha mọi người nha. Kế tiếp. À, mọi người chia sẻ lên, cảm ơn mọi người. Chia sẻ cho đủ 100 người trên xe Vision này nha. Đấy, mình còn chút thời gian mình ngồi chia sẻ cho mọi người. Chia sẻ nha anh em nhé. Rồi, khóa học thì đầu năm mới nhé mọi người nha. Khóa học thì đầu năm mới. Đấy, mọi người cố gắng sắp xếp vào, thời gian vào. Nó sẽ giảm giá cho mọi người 30%. Nha. 3% khóa học nha mọi người. Rồi kế tiếp. Mọi người lưu ý ở đây. Ở đây em sẽ bính cái đường link này lên. Mọi người ghim vào. Rồi ok. Đấy, Tuấn đóng một cái đường link lên, mọi người ghim vào nha. Rồi. Cái vấn đề tiếp tục CKB lâu lâu nó sẽ nhấp nháy trên cái đồng hồ này. Thì nó sẽ bị tắt máy. Khi xuất hiện cái lỗi 52. Lâu lâu nó nhấp nhô. Còn nó sáng luôn cái lỗi 52. Thì cực kỳ là đơn giản. Cho anh em thợ máy, chúng ta sẽ kiểm tra CKB. Hoặc là sẽ là IC. Tiếp tục cái này thì các bạn phải lưu ý cái bó dây ở dưới này. Bởi vì nó nằm sát rất sườn và cái dây CKB, cái rắc của nó rất chi là năng. Gọi là cái từ căng dây. Thì mọi người có thể lận cái rắc CKB lên để cho nó không còn đụng cái thằn lốc. Khi khách hàng đi rửa xe hoặc là những cái nơi
mà nó bị đất cát bùn bẩn nhiều, khách hàng ít rửa thì nó không bị mo ve cái dây và đồng thời nó cạ vào, nó lâu lâu sẽ chập chờn và xuất hiện cái lỗi 52 và có thể chết luôn mặt IC và đồng thời CKB. Thì mọi người có thể lấy dây rút hoặc là mọi người lặn lên. Đó, thấy chưa? Đấy, mọi người đưa nó cao để làm sao nó tránh xa được cái tầm lốc để người ta đi rửa xe có thể xịt nó sạch sẽ hơn. Lúc nào cái rắc này nó cũng ở trạng thái khô và ráo CKB. Đây ạ. Đó, cái này trên xe vi sơn lỗi hay thường gặp vài thì chúng ta phải lưu ý điều đó, được chưa? Rồi, xin chào anh Văn Đạt. Những cái này thì mọi người phải cần lưu ý lại, được chưa? Thì cái này mình sẽ tóm tắt mô phẩm cho mọi người. Rồi, còn có xe vi sờn hay xe lít hay AB hay bị òa ga thì các bạn xử lý triệt để ở trạng thái cái van cầm chừng nhân. Nếu các bạn có máy móc thì các bạn có thể nạp lên một cái phần mềm mới hoặc các bạn có thể khôi phục IC và xử lý lò xo trong này để tránh tình trạng lâu ngày khách cứ bảo xe này tự động hạ hết cả ga nhưng vẫn ở trạng thái òa, nhưng bướm ga phải đóng hoàn toàn là không độ, dây ga không kẹt như thế này. Đấy, được không ạ? Đó thì mọi người lưu ý. Đấy, thì mọi người muốn theo dõi cái trang fanpage của Tiến Tuấn này sang năm nó mới mẻ hơn, nhiều hơn thì mọi người vui lòng liên hệ. À, mọi người có thể truy cập vào, mọi người theo dõi, đăng ký. À, đăng ký trong cái fanpage này mọi người theo dõi hoặc là mọi người làm fan cứng để khi Đình Tuấn cảm thấy có cái gì hay hấp dẫn like chia sẻ mọi người tin là mọi người xem được. À, ok rồi. Và Vision này nó hay chết lặt phặt, đặc biệt là CKB, thì các bạn lưu ý cho Đình Tuấn cái chụp mô bin sườn và cái buji và có thể các bạn vệ sinh mát cực kỳ là kỹ và các bạn thay luôn cục mô bi sườn. Đấy, chúng ta làm nghề thì không tiết kiệm cái chụp và cái buji và cục mô bi sườn. Và các bạn kiểm tra tổng mát ở dưới này, nó bị đất cát, nó hơi bị mo ve, vệ sinh lại, xử lý. Đấy, đấy, chúng ta tháo ra, lấy cái T10 tháo ra vặn khoảng vài vòng nó ra, thì chúng ta lấy nhám, lấy rúa, chúng ta chà, chúng ta xịt ERB7 để cho hiện tại cổng mát này nó tiếp xúc tốt. Và khi ở trạng thái có xe đang ở trạng thái bình thường mà cặt cặt thì các bạn phải lưu ý ở đây này, đất cát nó vào này, nó sẽ bị mo ve, sụt áp. Đó, và xe này nước nó hay nằm ở trong này, có thể nó sẽ bị thối dây, để các bạn vui lùng lưu ý đây. Đó, thấy chưa? Đấy, ở đây khi mà một cái điện áp từ con IC đi xuống cuộn thì đương nhiên từ IC nó sẽ chạy xuống ở đây. Các bạn phải lưu ý, nhiều lúc các bạn còn lộn cả màu dây này, trắng vàng, à đỏ vàng, đỏ trắng, đỏ sân biển. Đó, thì từ đây nó mới nối qua một cái tiếp điểm, cái rắc nó sẽ cắm vào nhau, nó sẽ chạy qua đây tương ứng với màu dây, đỏ vàng, đỏ trắng, đỏ sân biển, và đồng thời ở đây nó sẽ xuống cuộn điện. Bởi vì nhiều lúc chúng ta làm, đôi khi chúng ta nhiều lúc chúng ta bị va ít, chúng ta ít kinh nghiệm, chúng ta cứ xé dây lung tung hết. Ôi, ở dây này anh em xé làm cái gì? Nhiều lúc các bạn mở hết cả cầu chì, các bạn lấy dao lam, dao dọc rễ, các bạn dọc ra và các bạn nhìn thấy cái bộ dây trong này các bạn sợ rồi, bởi vì nó nhiều quá mà, xanh đỏ tím vàng hồng nâu đủ các kiểu, nên anh em xé đi vào một cái vòng luẩn quẩn. Đó, đi vào cái vòng lẩn quẩn, nên mọi người sẽ không biết gì. Đi về ăn cơm con, 12:30 rồi ăn cơm. Đó, nên mọi người phải lưu ý. Đấy, chúng ta làm nghề thì chúng ta không được bất cẩn ở đây, và cái quan trọng là cái đặc biệt nữa này.
Hay không mọi người? Bấm em cái ok đi. Đi đi về ăn cơm đi lá, chiều bố chở tiệm. Đi về ăn cơm đi con. Chiều bố chở tiệm. Còn cái nữa sẽ hay nhá. Tí bố cầm điện thoại về cho, đi về chơi. Tí cầm điện thoại về cho. Đi chưa? Đi cầm băng chưa? Đi chưa? Sao? Đi chưa? Đi cầm băng. Đi làm mới về lắm. Được không? Ba gạo nha. Lấy hộp ấy về nhà làm gì vậy? Rồi, cảm ơn mọi người. Rồi. Và đặc biệt nữa, cái mọi người lưu ý cái xe mà khi mà chạy qua ổ gà hoặc là gì ấy, nó có tiếng kêu ấy, nhà sọc hoặc là cạch cạch nhỏ nhỏ, thì trên bất kỳ một dòng xe ga nào ấy thì các bạn phải lưu ý cao su đây này. Nếu bị mòn, nó chai quá cứng thì đương nhiên độ nhịp nó sẽ không còn ngon. Thì anh em lưu ý ở đây, nó sẽ va vào giữa cái thằn này và cái thằn này. Đó. Đây. Cái cao su này nó hành khá là nhiều anh em thợ, nên mọi người phải lưu ý cao su này. Nhiều lúc đi bất cẩn chúng ta lại chẳng nghĩ gì, cao su này nó hành khá là nhiều anh em này. Đấy. Được chưa? Và còn nhiều cái dòng xe các bạn bị hành ở cái bạc máy đây nữa này. Đấy, hai cao su bạc treo máy ở đây, các bạn phải cào nó ra. Cào ra rồi anh em bôi nhớt vào, anh em thay cặp bạc khác nó cứng hơn và anh em sẽ cào vào. Anh em lưu ý ở đây, nhiều anh em lấy cái búa anh em đập pet lock bể ngay ấy, cái này anh em dùng cái cào bỏ cái tip vào anh em lôi cào ra. Anh em muốn cào được cái này nó cực kỳ là đơn giản, anh em có thể lấy cái cốt, anh em mang thợ tiện vo qua nó nhỏ hơn khoảng 1 cm để cho nó lọt vào trong này bằng cái miệng ở ngoài cái lưng này. Khi các bạn cào nó sẽ đi phà phà. Ngoài này lấy cái tiếp chống ở ngoài cái này cái các bạn. Lấy cả lơi các bạn siết. Nó tòi cái ắc này ra ngay. Khi bỏ vào các bạn cũng cào vào. Đây. Mua con ốc dài cỡ này này. Ốc zin ấy. Inox. Đấy. Các bạn vớt, các bạn cào. Các bạn lưu ý ở đây có nhiều dòng xe. Ở đây tôi hạn chế không chia sẻ được nhiều cho với dòng xe hay gặp cái thằng hạng này. Đấy, các bạn lưu ý nhiều các bạn này này. Nha. Rồi và nhiều cao su đây nữa này. Hai cao su này nó sẽ ghép bí hai cái này độ nhịp với nhau để tì đè. Đó, lên làm nghề các bạn phải lưu ý rằng đấy, một con xe cực kỳ là đơn giản. Nên nhiều lúc nó có những cái bận. Nó rất khó, nó kêu rất chi là nhỏ nên đôi khi chúng ta không bắt bận ra được. Nên hôm nay nhân clip này tôi mở dàn áo ra thì tôi live time, tôi chia sẻ cho mọi người trong fanpage. Cảm ơn mọi người luôn đồng hành và theo dõi. Cảm thấy tất cả những clip video của tôi hay thì mọi người chịu khó nhấn like, chia sẻ, theo dõi để cho fanpage này một ngày một đông và nhiều anh em hơn. Cảm ơn tất cả tấm lòng của anh em luôn đồng hành và ủng hộ. Hãy chia sẻ để mọi người đều biết tới. Đó, trên con xe Vision. Đấy, kể cả các hàng đang xem. Nếu gặp tình trạng này mà vô tình nhiều anh em thợ không biết thì có thể là tư vấn góp ý nhỏ nhỏ ở thấy clip live stream của tôi thì có thể là đóng góp cho anh em thợ. Nhưng tiền chúng ta vẫn đưa đầy đủ, chúng ta không có bớt xén, bởi vì làm thì phải có công. Đấy, đôi khi chúng ta gợi ý cho anh em thợ, nhưng anh em thợ làm ok thì chúng ta phải trả công. Đó là cái vấn đề trên con xe Vision. Đấy, nên một con xe như vậy các bạn đừng có xé dây, các bạn đừng có bóc tách, các bạn đừng có làm nó nhiều quá nó nát hết con xe. Nha. Dây điện này hạn sử dụng của nó phải mười mấy năm cơ. Còn để đúng ra đúng theo đạt một cái tiêu chuẩn, một con xe được lăn bắn ra thị trường gọi là lốp này đụng đất này,
thì những dây điện này đúng của nó, thời gian hoạt động để cho nó trơn tru, nếu với dòng xe full xăng điện tử FI này thì thời hạn của nó nếu mà bình thường thì theo tôi có một cái cảm nghĩ thì khoảng 10 năm hoặc là nhít 10 năm một chút xíu thay bộ dây điện là tốt nhất. Các bạn đồng tình không? Xin chào anh Đại Lượng. Đấy. Theo cái khả năng của tôi, một cái tư duy, một cái logic của tôi, một bộ dây điện này để cho phép chạy cho vòng khoảng 10 năm, nhít 10 năm một chút xíu, nếu tiết kiệm phải thay. Đó là sự an toàn cao trên con xe. Bởi vì dây điện sẽ không còn tốt. Thứ hai là tải. Cái thứ hai, ba là dẫn điện. Đấy, bởi vì nó mo ve. Mo ve thì đương nhiên nó sẽ sinh ra tụt áp. Bởi vì cái lượng điện mà từ đây nó chạy tới đây, bình thường nó phịt một phát là nó từ đây nó phà ở đây luôn. Bữa nay nó phải chậm. Anh em hiểu không? Đấy. Bởi vì tất cả những cái mối nối, những cái dây điện của nó hoạt động lâu thì đương nhiên cái lõi đồng của nó sẽ không còn chất lượng. Bởi vì xe của chúng ta không phải để trong khô. Bởi vì xe chúng ta hoạt động bởi vì nó chịu ở cái nhiệt độ là mưa, nắng, ngập lụt, bụi bặm, bất kỳ cái gì cũng vậy. Thì không thể nào tránh khỏi những cái vấn đề mà dây điện hoặc là rắc hoặc là tất cả những cái gì bị mo ve cả. Đấy, nên theo quan điểm của tôi, thật sự một con xe để mà không hằn các bạn thì trong vòng 10 năm, hơn 10 năm là thay bộ dây điện. Thì không ai dám hằn. Còn một con xe này tôi nói ví dụ đây này. Được chưa? Đó. Đây, các bạn này thấy dây này, đất cát nó bám này này, nhiều lúc nó qua chỗ dòng này, tôi đảm bảo nó bị gặp vấn đề ngay cầu trì này. Không thể nào tránh khỏi ở trong cái vấn lượng lĩnh vực này ấy. Này. Ở đây tôi dám đảm bảo luôn, FI này không có thằng nào Việt Nam này là tài. Không có nào mà sửa FI này gọi là chữ tài ở trên đời này cả. Nếu phải nói về dây điện thì không nào giỏi, bởi vì dây điện này không còn đáp ứng tốt. Đó. Đây, xin lít này hay bị đây. Đấy. Đúng hạn đúng không? Rồi là xe không bao giờ tốt. Sinh ra băng keo này quấn thì đương nhiên nước nó sẽ ngấm. Ngấm nó để lâu trong đấy nó sẽ bị mo ve và đồng thời sẽ là khối dây. Giống như này nước nó mắc ở đây làm sao thoát được. Thấy không? Đây, nước đi vô đây. Nằm đóng đậy trong ấy, thúi hết trong ấy. Vô đây ngấm. Nước mà không thể nào tránh khỏi. Cái này đất nó còn quăng lên như thế này mà. Đấy, rờ le, yếu, tiếp điểm không còn tốt. Đấy, mát. Đấy, đây, rắc IC. Đấy. Dạ thì em biết cái gì em nói vậy thôi anh Hưng Nguyễn ơi. Bởi vì tay nghề em nó có bấy nhiêu đó thôi mà anh. Nó chưa tới tầm thì có thể là các anh góp ý thêm cho em hoàn thiện. Anh Hưng Nguyễn ạ, bởi vì tầm của em nó mới có tới đó rồi. Không thể nào hơn được. Rất mong mọi người xem cái buổi live time này trên cái trang fanpage của em này có gì không hay. Có gì không đúng với mọi người thì mọi người góp ý. Để Đình Tuấn này nó được hoàn thiện hơn. Bởi vì tay nghề mà. Chẳng biết ai hơn ai cả. Đấy, mỗi người có một cái riêng tư để chúng ta xử lý trên con xe. À. Đồ chơi của anh qua năm em mới gửi anh ơi. Em mới về được ít ổ khóa. Qua năm em gửi cho mọi người làm mô hình. Đây. Đây cái này về nhà để làm mô hình cho mọi người này. Đây. Đấy để dàn cho mọi người ổ khóa này. Để ghép với mô hình Smoky này. Đây. Nha. Đó cái này là để qua năm nha anh em. Anh em nào chốt sớm thì còn nha. Rẻ nha anh em. Có mấy trăm ngàn à.
Đấy, cái này rẻ lắm nhá mọi người, có mấy trăm em siêu tầm được ít hộp. Đó, cái này để mọi người lắp mô hình nó rẻ này. Mới nha mọi người nhá. Giá rẻ lắm mọi người. Hiếm lắm mọi người ơi, lâu lâu về được mấy bộ à. Rồi, cảm biến Suzuki, cảm biến Winner về được ít mọi người này. Hai rắc là của Su nha mọi người nhá, ở trong hết bán cực kỳ là mắc nha. Rồi, Winner chúng ta lắp chung được hết nhá, về nhà chúng ta có thể cắt dây. Rồi, giá rẻ nha mọi người. Đây, Su hai rắc nha mọi người, hai dây, dây mát, dây tín hiệu. Về được mấy chục sợi á, mấy thùng á. Rồi, xe rửa giấy sạch sẽ hết rồi nha mọi người, úp mền. Để sang năm chào đón mọi người tới đây. Mới hết, rửa giấy hết rồi. Đấy, sang năm anh em vào bốc tem nha. Đó, rồi. Tất cả đồ chuẩn bị hết rồi. Để mọi người cùng nhau chào đón ở một cái năm mới, ở mọi người ăn dằm xong mọi người phi tới đây liền. Rẻ thì tặng anh em đi sư phụ. Anh em phải tặng cho sư phụ thì sư phụ mới tặng được anh em chứ. Rồi, anh em nào muốn linh kiện điện tử mà muốn những cái ban ok xì kê, những cái ban vừa vừa để trị để kiếm cơm thì ok luôn, mình chỉ luôn nhá. SU, SX này. Được chưa? Những cái van thì về nhà anh em á, kiếm tiền. Thì cái này mình không có dạy lấy tiền nha mọi người, cái này mình sẽ demo cho mọi người miễn phí. Được chưa? Đấy, và đặc biệt một cái khóa học chiến lược kinh doanh để kiếm được tiền, mình miễn phí cho mọi người đầu năm luôn. Còn vấn đề FI, nồi, khóa sở bất cây, khóá Biazo, Vespa, mình chơi hết với mọi người. Còn cái vấn đề này mình tặng riêng cho anh em nào có nhã hứng. Và toàn thể anh em trong khóa học sẽ là có một cái nhóm học khóa học về chiến lược kinh doanh tại cửa hàng miễn phí. Và đầu năm mới anh em sắp xếp. Và khóa học FI này được giảm 30% cho mọi người. 3% để mọi người ở khách sạn và ăn uống. Huỳnh Tường xin chào anh. Anh em tới đây một chuyến đi để cho tay chân nó lên anh em ạ. Chứ anh em cứ qua màn ảnh nhỏ online thì anh em chẳng được đụng vô cái này, tay chân nó khó lên lắm. Nhá, vào đây đụng sờ, tay phải cắm vào thì chúng ta mới có cảm nhận được. Sờ đo kiểm, chế cháo. Chứ mọi người cứ để mấy con xe này nó hành mọi người. Đấy, cứ nhìn thấy dây điện nhiều này mọi người sợ. Nhưng đâu nó vào đó hết rồi. Chức năng của nó chỉ có vậy thôi. Giống con này cũng thế. Mọi người đừng có, tuyệt đối mọi người đừng có xẻ dây điện ra làm cái gì cả. Bởi vì dây điện của nó còn đẹp thì mọi người đừng lên cắt. Bởi vì dễ gì mà bị đâu anh em, khi những con xe nó còn khá là mới, bởi vì nó ở thành phố ít chạy. Thứ hai, dây điện nó còn đẹp thì mọi người lưu ý điều đó, nhớ cái rắc này. Đấy, các bạn phải làm được cái điều này về cái rắc của con IC này có bao nhiêu chân, nó tính năng hoạt động như thế nào. Và đây sẽ là một cái tổng mát và sẽ là một nguồn và ba pha. Các bạn hiểu sâu mà các bạn chẳng làm được cái đống xe này thì các bạn cũng bỏ. Đấy, hiểu không? Bởi vì các bạn, thứ nhất là các bạn và anh em, thứ nhất là đi học về nhà, chẳng phải là về nhà để mở trung tâm để dạy. Cũng chẳng cần phải hiểu quá sâu về nó đâu. Cái quan trọng là các bạn làm được nó và kiếm được tiền. Cái điều đó là cái điều hạnh phúc nhất của một người thợ cần phải làm. Chứ các bạn hiểu ra các bạn chẳng làm được cái gì. Tôi dám đảm bảo các bạn một điều đó luôn.
Còn các bạn có tư duy, các bạn muốn đi dạy để kiếm tiền thì cái đó là nó phải là có cái tố chất, và đặc biệt cái đó các bạn phải có vốn. Vốn bỏ ra nó phải gặp cái may mắn thì chúng ta mới thành công được. Còn nếu ai bảo cũng đầu tư một cái dàn xe này bỏ ra khoảng nửa tỷ chẳng hạn như thế đi, để dạy online để kiếm tiền, thế thì ở Việt Nam này rất nhiều thầy, chẳng có ai sửa xe nữa rồi, ai cũng làm thầy. Nhưng điều đó rất chi là khó. Một con người, người ta có một cái điểm may mắn, một cái duyên nó đến, chứ không ai cũng làm điều đó cả. Đó là cái cách để mình chia sẻ cho mọi người. Cũng có rất nhiều người rất nhiều tiền, người ta có thể đầu tư 1 tỷ xe về nhà người ta dạy, và người ta kinh doanh trên online. Nhưng cái thời người ta cũng gặp may mắn thì cái dàn xe người ta sẽ bán lỗ hết đó. Đúng không mọi người? Đấy, đó là cái quan điểm của mình. Cái quan trọng là người làm sao chỉ cho các bạn. Đó rồi. Để mọi người cảm thấy dễ hiểu, mọi người vô bài, mọi người giải quyết, và mọi người phải kiếm làm sao nhanh có tiền. Còn trên đời này chẳng có tiền thì nói chẳng ai nghe đâu mọi người ạ. Bạn giỏi mà bạn chẳng làm được, bạn giỏi mà trong bạn chẳng có gì, thì các bạn nói chẳng ai nghe cả. Bạn tài, bạn giỏi, bạn làm được. Cái đó mới gọi là cái quan trọng ở cái vấn đề chúng ta sửa xe. Trần Quang Thái. Rồi, clip live stream đến đây xin phép tạm dừng. Bây giờ cũng là 1 giờ thiếu rồi. Thầy sao nhiều lúc gọi là thằng hả anh? Rồi, bởi thầy mà. Cái quan trọng là cái tư duy chúng ta mang lại thôi. Quay mặt lại xin chào anh em một cái. Bữa nay mới mua cái này mấy chục ngàn, live time cũng hay phết anh em. Đi chậm không rung. Đấy. Sang năm mọi người tới đây, mọi người muốn nghe to nữa, em cầm micro em nói này. Đấy không? Đấy, mọi người nào mà nghe cả không rõ là em cầm micro này. Em bật cái loa kẹo kéo lên. Rồi, anh em lưu ý nhá, cái sơ đồ mặt điện này nó hoạt động như thế. Đấy, anh em phải nắm bắt được. Đấy, nó chạy như vậy. Cái cầu chì này nó hay đứt ở đây thì anh em phải kiểm tra khoanh vùng ở cái đoạn này. Chúng ta đừng đi bới lung tung. Đấy không? Đấy, rất là khoái. Và không trần tới mít trôi ở đâu. Đấy thì anh em phải làm lại điều đó thì nó mới ok. Chỉ cần đeo cái này lên mọi người cũng nghe rõ rồi. Cái này quá lâu quá không đeo, nó sợ hết pin rồi mọi người. Trần cái này lên nói lên mọi người cũng nghe rõ rồi. Đây. Ok không? Đó, đấy. Mọi người yên tâm. Đến đây không phê, mọi người đều làm miễn phí cả. Giảm 3% cho mọi người. Đấy, còn riêng cái món điện tử nhá, đồng hồ nhá, IC nhá, SU nhá, mình chỉ cho bạn, các bạn kiếm cơm thôi. Được chưa? Đấy. Anh em nào muốn ok cái này mình chỉ cho mọi người những cái này kiếm cơm thôi này. Đấy, kiếm cơm cũng được đấy. Đó, mình chia sẻ cái này là mình không lấy tiền mọi người. Đấy, mình chỉ cho nhiều cái ban này, anh em nạy những con này ra, còn linh kiện mình cung cấp cho mọi người. Đấy, mọi người bật ra, mọi người làm, mọi người lấy tiền. Đo ở đây mọi người biết ngay. Đấy, xong tương lai mọi người có tiền nữa, mọi người làm cái mô hình như này. Tôi đảm bảo mọi người OCK ngay. Cái mô hình này về nhà các bạn có thể đấu thêm cục IC Zimway, IC lửa bình, rồi IC của gì? Bay xì, bay yếc nó chạy được hết. Các bạn quan trọng có rắc. Nha. Ở trên này các bạn tất cả những cục IC mà loại mà kích mà 2 giây các bạn đấu chạy tha là. Đấy. Rồi về anh em mua rắc anh em đấu thêm. Đấy. Anh em chỉ cần đấu dây kích đi vào. Ra mô bin. Bởi vì những cục IC mà không phải là hệ thống phun xăng điện tử cực kỳ là đơn giản. Đúng không? Bởi vì nó không có bơm xăng.
nó không có kim phun, thì chúng ta chỉ cần lấy dương kích, âm kích, mát 12V sau khóa. Nếu bay xì thì có cái dây 9V và cái dây da mobit sườn nổ phật phật, mua những cái rắc cũ cắt. Các bạn chạy đa năng trên cái mô hình này, chạy thoải mái IC. Đấy, còn phun xăng điện tử thì các bạn phải cần có gì? Rồi, tín hiệu đầu vào, tín hiệu đầu ra, nguồn vào mát, bơm, kim và mobit sườn. Còn những cục IC kia thì các bạn ngắt bỏ bơm và kim. Rất dễ. Anh em có thể chạy hết cả IC cũng được trên cái mô hình này. Thấy không? Để từ nó còn làm được mà. Chứng chi là không phải là những con IC long quang Kenhin này mọi người. Đấy, hoặc là Zimway, hoặc là Su, hoặc là Basi, chạy được hết. Đấy, các bạn cứ làm điều đó, các bạn sẽ thành công. Mua thêm rắc bỏ đây, đánh dấu vào. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em những clip video phía sau. Chúc mọi người một cái dịp cuối năm bận rộn, cố gắng được làm được nhiều điều thành công và sức khỏe, để một năm mới làm được nhiều cái mới hơn của một cái năm cũ chúng ta chưa làm được. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và anh em thợ máy trong những clip video phía sau. Xin chào, bye bye. Chào nhau cái nhỉ.